Cảm ơn. Sao hôm nay không đi làm? Thì đi qua thăm bạn yêu không được hay gì? À này. Hử? Mày với ông Lâm vẫn ổn chứ? Bình thường. Bố chuyện gì hả? À không, hỏi vu vơ thôi. Mày nhìn cái gì? Sao người ta hỏi câu đó, điều đầu tiên cũng là có chuyện gì không ổn hả? Bộ sống lạc quan tích cực không được à? Ừ, vô tri một cách lạc quan như mày vậy đó. Giỡn xíu thôi. Bạn yêu ơi. Cái gì vậy? Mày đừng có mà dở cái bộ mặt mưu mô đi với tao nha. Ê không có nha. Tao là người rất chi là chính trực, không hề mưu mô tí nào đâu. Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có mà trẻ con như vậy. Cho tao thông tin giám đốc mày được không? Cái gì vậy? Bộ mày định ám sát giám đốc công ty của tao hả? Trời ơi, đừng có mà thù dai như vậy chứ. Mày có biết gây thương tích cho người khác á, trên 11% là đi tù như chơi không? Cái gì vậy cha? Xin thông tin thôi mà, làm gì đến mức ám sát luôn vậy? Thiệt không? Thật, lẹ lên. Số điện thoại đâu? Mày nghĩ sao tao có? Trời đất ơi, tao chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi à. Làm sao mà có số điện thoại của giám đốc được? Tao mà có số điện thoại của giám đốc á, tao thành kép nhí của ổng rồi. Một chân không thể đạp hai chèo, một tay không cầm hai gậy được đâu. Mà gậy nhỏ thì được. Eo ơi, kinh thế nhờ. Tao nói nghe, vì mày là bạn tao nên tao tôn trọng. Chứ cái vụ mà con trai yêu con trai, tao không tiếp thu được. Thông tin thì chán chết, toàn khen thưởng với du học. Cái gì đây? Dân làm ăn á, khi mà lần đầu gặp nhau á, họ thường đưa cạc visit á. Cho nên là cha của tao lần đầu gặp Thiên Bảo đưa cho cha tao á. Cũng có ích nha. Ừ. Nè, mà nhớ là đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa? Tôi là công dân gương mẫu ok. Ừ, gương mẫu mà suốt ngày đi học trễ không à. Thôi, đi làm nha. À, bye bye. Bye bye. Quái gì đây? Tự nhiên hết tiền ngang. Alo? Là cậu. Cậu muốn gì? Cũng không muốn gì lắm. Chỉ là gặp mặt trao đổi đi. Để tôi xem, cậu định dở trò gì? Đảm bảo chuyện tôi sắp làm, sẽ làm mấy con ạ. À? Mấy thằng. Mấy kẻ. Mấy tên hả? Thôi mệt quá. Đảm bảo chuyện tôi sắp làm, sẽ làm cho mấy người trà xanh như anh thấy thích thú đấy. Thằng nhóc này có bình thường không ta?